Do HP Chromebook 45 bay luôn. Bây giờ nhá, bật nhấc cái này sang ổ này cho anh coi. Để lắp ổ SD ở đây. Chứ không nếu ổ SD lắp ở đây thì có dụng gì. Thì thường là cái bay này của nó chỉ là cái cổng này, nó chỉ giao tiếp 3.0 thôi, còn đây là cổng 3.0. Sao một chút bây giờ mà cái em vẫn dùng cái là pin cũ thì dùng cái ổ của phía kia nó chạy một cái cơ không? Không. Bây giờ em cài pin cũ pin mới. Em sử dụng bây giờ nhá, pin cũ thì em chạy vào kia, chạy vào ổ kia cũng được không? Được. Gold dit nghi mấy cái. Nhưng mà anh nói là ví dụ em muốn lắp SD và tác dụng của nó ấy, thì là em phải chạy vào đây. Rồi, vì nó là cổ bây giờ nó là gắn chip SATA 3. Thì cái này nó chỉ là hai thôi, lắp vào trong đó. Không có tác dụng gì cả. Vì em mà còn các dữ liệu cũ thì nó vẫn nguyên chi. Thế mà vẫn xem được hết mà. Dùng tên không phải em muốn vào một pin vào. Thì nó lưu lại toàn bộ video rồi nhá. Các bạn ơi chưa? Thank you.
Con này A bao nhiêu ở Sơn ơi? Chưa, không có ai cầm. Nơi ngồi về tô bít đỏ đây hay. Quay phim hoạt hình nhỉ? Có phần mềm có cực kỳ đơn giản. Quay lại màn hình ấy gì? Em làm đi xong quay được, xong rồi cho chạy, xong rồi quay lại được. Không, tức là mình cho chạy xong rồi mình quay luôn. Không có anh em. A 12 tầng 6. Này phải tiến mới đau được. Mời.
vào trong này như là đổi sang bên kia anh, đổi sang con bên này này. Ơi ờ cần gì có không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.